chúng ta cùng cập nhật một số từ nóng được giới trẻ Nhật Bản sử dụng năm 2022 để cho thật trendy nhé. Một, pien. Pien là một từ miêu tả bộ dạng bạn đang khóc rưng rưng, nước mắt vì buồn hoặc là vui đến phát khóc. Ở Việt Nam thì có từ hít để diễn tả điều tương tự. Chẳng hạn khi chat chúng ta sẽ nói onaka suita pien hay imakara shigoto pien hay hanya có nghĩa giống với are nhưng hanya tỏ vẻ dễ thương hơn. Nguồn gốc của từ này là do được diễn viên hài Lê Maruyama được sử dụng trên YouTube và trở nên phổ biến. 3. Chigyu. Những người chigyu là những người ngại tiếp xúc với người xung quanh, không năng nổ, sôi động. 4. Chikakatam. Cách nói dùng để thể hiện thứ hoặc người mình thích nhất, có thể được sử dụng cho bất kỳ thứ gì bạn yêu thích, cộng với chikakatam. Với CC thì là kora shikakatam. Cô thích cola đến phát cuồng. Susu shikakatam. Cô thích sushi. 5. Kaipi. Ý nghĩa là cạn ly, đó là một hình thức lấy chữ cái đầu của từ kanpai. Từ này được các bạn trẻ dùng khi đăng story trên Instagram, khi đang nhậu kèm với chữ KP. 6. Utsuwa có nghĩa là ồn ào, nhưng lý do khiến nó trở nên nổi tiếng là do MV của Ado được đăng tải trên YouTube. Nhiều người bị mê hoặc bởi giai điệu khó quên, âm vực rộng của Ado và phong cách hát tuyệt vời của bài hát đó. 7. Mitsudesu nghĩa là từ miêu tả lượng người đông đúc như thế nào. Đây là phát ngôn nổi tiếng gần đây nhất của thống đốc Tokyo trong các cuộc họp báo gần đây khi dịch corona bùng phát. Ý nghĩa của cụm từ này có nghĩa là tránh ở nơi ngột ngạt kín gió, tránh tụ tập đông người và tránh tiếp xúc gần với những người xung quanh nhằm ngăn chặn sự lây lan của corona. 8. Sukipi. Cụm từ này có nghĩa là một người bạn thích. Pi của từ Sukipi được lấy từ pi của phiên âm từ pupil trong tiếng Anh. Về cơ bản nó được sử dụng khi nói về người yêu của bạn, nhưng đồng thời cũng được sử dụng để cho những người mà bạn yêu quý. Các bạn đã nhớ được những từ trendy năm 2022 chưa? Hãy đăng ký học thử miễn phí để học tiếng Nhật cùng TCC nhé! Nhanh đi!